xin chào cả nhà, lại là nhà Ansel đây. Thì hôm nay là bước qua ngày đầu tiên của tháng 8. Xin phép cho nhà Ansel gửi đến cả nhà một lời chúc sẽ có được một cái tháng mới đầy may mắn, vui vẻ, bình yên và hạnh phúc. Còn bây giờ mời cả nhà cùng vào bếp để làm một cái tô súp hoành thánh cùng với nhà Ansel nha. Rồi bây giờ thì cái phần hoành thánh này á, thì mình đã làm sẵn, mình để trong tủ đông á cả nhà. Khi ăn thì mình chỉ cần lấy ra và mình trụng thôi. Đó, với cái phần trụng này á, thì đầu tiên thì mình sẽ để lên cây vợt. À không, mình lấy ra mình rã đông khoảng 5 phút rồi mình để. Mình bắt nước sôi lên cho thật là sôi, rồi mình để vào cây vợt này khoảng 1 phút. Sau đó thì mình thả xuống cái nồi luôn ha. Như vậy cái hoành thánh của mình sẽ không bị bể. Rồi sau khi trụng chín xong rồi thì mình sẽ cho ra tô. Bên cạnh đó thì mình đã có nấu sẵn một cái nồi nước súp á cả nhà. Thì nước súp từ rau củ tùy theo cả nhà, có cái loại nào thì mình sẽ nấu loại đó. Đó, xong rồi mình sẽ cho cái phần nước súp đang nóng vào nha. Và sau đó thì mình sẽ cho cái phần rau gia vị vào. Rau gia vị hôm nay của mình ở nhà sẽ có là rau cần, ngò rí và hành lá. Đó, tất cả mình sắc, mình để sẵn ra chén rồi mình trộn chung lại mình cho vào đó, theo cái sở thích riêng của mình đó nha. Thì với cái phần súp hoành thánh này nè, mình cho nhiều rau gia vị vô xíu á, nó sẽ hòa tan được với cái nước súp á, trộn húp nó ngon lắm cả nhà. Rồi thì sau đó thì mình sẽ cho một ít tiêu vào. Mà mình lỡ tay á cả nhà. Cái mình cho nhiều quá thì giờ sao giờ thì mình múc ra thôi. Đó thì giờ mình lấy cái giá mình múc ra nha. Mình chừa lại một xíu thôi để ăn cho có vị cay cay nồng nồng xíu á, nó sẽ ngon lắm. Ồ, cái tô súp hoành thánh này mà những cái ngày mưa hoặc là lúc mình bệnh á, mình thèm á, thì có một cái tô súp hoành thánh này á, thì rất là tốt cho sức khỏe luôn. Vì cái phần nước súp á, hôm nay là mình nấu từ mướp nè, củ cải nè, rồi bắp với củ cải đỏ. Rồi xong một tô hoành thánh rồi cả nhà ơi. Mà chưa đâu nha, cái phần hoành thánh này á, thường là cả nhà sẽ ăn với gì? Thường thì ra những cái quán hủ tiếu á, thì sẽ ăn với giấm tiều, nước tương đó, mà ở nhà hoặc là sa tế. Mà hôm nay nhà không có cho nên mình sẽ ăn với tương cà và tương ớt nha. Tạm thời vậy chắc nó cũng ok rồi cả nhà. Nếu như nhà mình có đầy đủ hơn thì mình sẽ thay đổi bằng sa tế hoặc là giấm tiều ha. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng thưởng thức cái phần hoành thánh chay. Hôm nay là mình làm hoành thánh chay nha cả nhà. Súp hoành thánh chay. Rồi đây. Cả nhà thấy không? Trụng như vậy nó sẽ không bị bể. Nhưng mà cái thời gian trụng á, mình rút ngắn lại chút xíu nữa. Nếu như đối với các bạn nào không thích ăn cái da hoành thánh nó nở quá và nó hơi dai dai xíu ha, còn cái này là mình trụng cho nó hơi nở. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của nhà Ansel. Nếu yêu thích hãy bấm like, share và đăng ký cho kênh Ansel Family Cuộc Sống Cần Thơ nhé. Xin cảm ơn, bye bye. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo.